vùng nhạy cảm cần được chăm sóc đặc biệt để luôn hồng tươi. Thử nghiệm cùng dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới Smoothie. Nhờ công nghệ để xin glucosid, Smoothie sạch nhẹ dịu, dưỡng ẩm và làm hồng vùng nhạy cảm. Chọn Smoothie, chọn hồng tươi mỗi ngày.